Qua kiểm tra ngôi nhà này, cơ quan công an phát hiện bên trong chứa 33 bình kim loại, gồm 22 vỏ bình và 11 bình chứa khí N2O. Cơ quan công an làm rõ danh tính, nhân thân hai nam thanh niên ở thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên và Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Qua đấu tranh, hai thanh niên này khai nhận được một đối tượng thuê vận chuyển bình khí cười đi giao cho các cơ sở kinh doanh như bar, pub, quán cà phê trên địa bàn thành phố Hà Nội và khách lẻ ship đến nhà riêng. Khi khách có nhu cầu liên hệ đặt mua qua mạng, các đối tượng sẽ đến kho lấy bình khí và mang đi giao hàng. Ngôi nhà được các đối tượng mời đến thuê từ đầu tháng 4 năm 2024, luôn khóa trái cửa để tránh bị phát hiện. Công an phường Ô Chợ Dừa đã đưa các đối tượng về trụ sở để làm rõ, đồng thời phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, công an quận Đống Đa lập hồ sơ xử lý, đồng thời mở rộng điều tra.